Rồi hello anh em. Theo yêu cầu của mấy anh em, của mấy ông chú chơi về cúp ha, thì hôm nay shop sẽ lên combo yên cho anh em, cho mấy ông chú xem ha. Nhiều hôm qua quay xe, nhiều ông anh kêu là Quân ơi quay cúp, quay yên cúp đi ha. Thì hôm nay shop cũng vừa mới gia công xong thì shop quay cho anh em xem. Vào một buổi trưa ấm áp tại shop Phụ Tùng 67 Quân dễ thương nhất Sài Gòn ha, quay cho anh em các mẫu cúp, cúp yên dài nha. Cái này là được mình đặt làm yên dài để quay cho anh em xem. Yên 81 ha, yên DD, yên Dam để quay cho anh em xem, đẹp lắm, mấy hàng gia công đẹp lắm anh em ơi. Nè. Đó, đẹp chưa? Quá đẹp ha, quá đẹp. Đây, để sắp soạn ra đầy đủ luôn rồi, sắp sẽ review từng món cho anh em nha. Bây giờ này là nhân viên bên shop Phụ Tùng 67 Quân dễ thương nhất Sài Gòn. Giờ này đóng hàng cho những anh em ở xa rồi, thì những ông anh, những ông chú nào ha, những ông anh, những ông chú nào mà có đặt hàng bên shop thì cứ việc yên tâm nha. Hàng là ngày nào đi ngày đó, không có đợi lâu. Ha, hàng là ngày nào đi ngày đó cho anh em. Không có đợi lâu nên anh em cứ việc yên tâm. Đây, để shop lấy quay hết một lần cho anh em xem nha. Đợi shop tí xíu soạn ra. Vừa mới gia công xong anh em lấy, mấy này là toàn là mình đặt làm không nha. Cái này là mình đặt làm không. Để quay cho anh em xem. Đây, để theo thứ tự luôn ha, cho nhiều ông anh, tại nhiều khi quay tùm lum hết. Sợ ông anh không biết, mấy ông anh, mấy ông chú xem nhanh quá không biết. Thì shop sẽ để theo thứ tự cho anh em ha. Nên anh em cứ việc yên tâm. Đây. Đây, đó, đây. Đó, ngon rồi. Lấy cái điện thoại kia ra đây, đây, đây. Lấy cái điện thoại đen Samsung ra đây. Để quay cho anh em theo thứ tự. Đây. Yên này là yên 81 nha. Đây là yên 81 nha anh em ơi. Đây là yên 81 ha. Đây thì shop sẽ để thứ tự cho anh em xem. Đây, quay vô. Cái đường chỉ caro nha. Anh em thấy ha, đường chỉ caro. Đó. Đây quay theo thứ tự cho anh em xem. Đây là mã số 1. Đó. Đây là mã số 1 đây anh em ha. Sắp để cho anh em xem. Đây là yên 81 nha. Yên 81 ha. Sọc caro vuông ha. Sọc vuông. Đây là sọc vuông, còn đây là hàng có nẹp nha. Đây là hàng có nẹp. Cái nẹp để quên đây. Ở đây là số 2. Đó. Mình sẽ làm theo thứ tự. Shop sẽ quay theo thứ tự từng cái cho anh em ha. Từng cái, tại đây là hàng cao cấp không à. Đó, shop sẽ báo giá trực tiếp chi tiết cho anh em luôn ha. Trực tiếp và chi tiết luôn cho anh em xem. Mã số 2 đây. Mã số 2. Đó. Mình sẽ để theo thứ tự từng cái cho anh em. Đây là sập buông có nẹp, anh em lưu ý nha, sập buông. Đây là sập buông có nẹp nha. Đó, đây. Có nẹp chỉ trắng nha, cái lằn trắng nha. Đó. Đây, số 2. Ở đây. Số 3 để sắp lấy ra quay cho anh em xem luôn từng cái từng mẫu ha. Số 3. Cái số 3 là màu đen. Mình tại vì đây là mình sắp theo thứ tự từng cái cho những anh em, những ông. Đây là ba cái yên 81. Đây là quay cho anh em xem nha, những anh em nào mà chơi yên dài. Đó, đây là yên 81 thì nó có 3 loại. Shop xin nhắc lại cho anh em nha. Có 3 loại ha. Đây là loại số 1. Đây là loại số 1 nha. Màu đen viền trắng. Màu đen viền trắng ha. Còn đây là 81 châu Âu ha. Đi có cái viền nẹp ha. Đi có viền nẹp và shop xin báo giá luôn nha. Cái yên số 1 là 340 một cái anh em ha. 340 một cái. Còn cái yên mà 81 mà có cái kỹ viền, có cái nẹp này nha. Có cái nẹp là 500 ngàn một cái nha anh em. Và những cái yên này là shop đều gia công nha. Shop đều gia công nha. 500 ngàn một cái là có nẹp ha. Anh em nhìn này nha. Anh em nhìn nha. Có nẹp nha. Đặc biệt là bên shop ship code toàn quốc hết cho anh em. Nên những anh em ở xa cứ việc yên tâm nha. Shop ship code hết. Anh em cứ việc yên tâm. Đó. Đây review ba cái mẫu. Đây là ba cái mẫu của hàng 81 ha. Yên dài. Thì cái mẫu yên ngắn này thì một chút shop sẽ review luôn. Shop sẽ review cho anh em xem luôn nha. 81, 86, 78 hàng yên rời, shop sẽ quay cho anh em luôn ha. Còn đây, đây là yên DD. Yên DD thì mình sẽ đi theo thứ tự là yên số 4. Đây, yên số 4 ha.
đây là yên số 4, nhìn cái hoa văn, quay rõ cái hoa văn luôn, hoa văn đi cho anh em xem nha. Đó, bây giờ mình đi xuống cái yên DD đi ha, yên DD thì bây giờ từ mã số 4, số 5, đó, ba cái yên DD đi, sẽ theo quay theo thứ tự ba cái yên DD cho anh em nha, ba cái mẫu yên DD, thì mình sẽ để theo thứ tự cho anh em là mã số 5, ha, số 5 là màu vàng, yên màu vàng nha, viền hông là viền trắng, đó, còn cái số 6, đây, quay cho anh em luôn, ha, cái số 6 thì màu đen, đây là yên dài của DD nha, đây là yên dài của DD nha anh em, đây, quay gõ vô những cái chi tiết này nha, quay gõ vô, đó, quay gõ vô, đó, thì mình sẽ để luôn mã số luôn, và yên này là cũng 340 một cái, 350 một cái nha anh em, yên DD là 350 một cái, đó, quay vô đây cho anh em xem, ha, đó, rồi, hai loại ha, là mình review hai loại cho anh em, xài yên dài, yên 81, yên DD, và đây là yên đam. Đây yên đam dài nha, yên đam dài. Mình chỉ làm những cái nào đó mình đặt đẹp hơn em, như cái mũi tên nha, yên đam mũi tên nha anh em. Yên đam mũi tên nha. Đó. Cái màu này luôn, mình cũng đặt làm hai màu luôn. Ha, mình đặt làm hai màu cho anh em luôn. Đây. Mình đặt làm hai màu luôn. Đó. Đây. 7 8 9. Đó, đầy đủ hết. Ủa, thiếu cái màu ơi, số 6. Lộn rồi, từ từ để sắp lại coi. Rớt cái số 6 rồi. 7, 8, kia 6 đúng không? Cái 5 à. Màu đen là số 6 nha anh em. Màu đen là số 6 đi. Số 6, ai. Đó. Đi qua đây nè. Đi qua đây cho anh em nha. Quay qua đây cho anh em xem. Theo thứ tự ha. Theo thứ tự ha. Yên 81. Yên 81 là mình có hai loại. Loại số 1, số 2 và số 3. Đó là yên 81. Và qua bên đây là yên DD ha. Yên DD là có mã số là 4, 5 và 6 cho anh em dễ lựa chọn ha. Cho anh em dễ lựa chọn nha. Và yên DD là 350 một bộ. Đó, 350 một cái yên nha. Bên shop là có ship code toàn quốc hết. Anh em nhận hàng, anh em kiểm tra hàng rồi anh em thanh toán ha. Phí ship là bên mua chịu. Đó. Ba cái yên DD và đây là hai cái yên đam. Đó, yên đam thì có hai loại ha. Yên đam thì có hai loại. Loại màu đen và loại màu viền vàng. Đó. Quay rõ ràng và chi tiết, báo giá trực tiếp cho anh em xem nha. Rồi, qua bên đây thì là yên 86 nè. Yên 86. Đó, đây là yên zin nha. Yên 86 thì yên zin. Nhưng mà yên ngắn thì chắc vài bữa nữa thì shop sẽ review, tại vì mình đang đặt thêm vài mẫu nữa nên mình chưa có quay cái yên ngắn cho anh em xem ha. Cái này là mình chỉ để đỡ thôi cho anh em xem, còn anh em nào mà chơi thì yên ngắn thì shop đang đặt làm đây để cho đủ kiểu đi, shop review cho anh em một lần luôn cho nó đã. Rồi, vô đây thì shop quay cho anh em xem những cái mẫu baga ha, những cái mẫu baga của cúp đó anh em nhìn ha. Giờ này là có nhân viên đóng hàng ha, hàng của anh em. Đây là những cái bẩn viên. Từ cúp tới 67 là bên shop đều có đầy đủ hết nha anh em, cứ việc yên tâm nha. Anh em cứ việc yên tâm. Anh em nhận hàng, anh em kiểm tra hàng rồi anh em mới thanh toán, phí ship là bên mua chịu. Đây. Quay sơ thôi, quay sơ cho mấy ông chú mấy ông anh xem thôi. Thì vài ngày nữa đi, shop sẽ phân ra từng loại yên nào, ba ga nào ha, shop sẽ review một lần cho anh em luôn. Thì đằng trước thì anh em đã thấy rồi ha. Những cái yên 67, 68, CL, CD đều có đầy đủ hết cho anh em. Thì shop sẽ phân loại ra và review trực tiếp những cái mẫu nào giá bao nhiêu, sẽ quay rõ ràng và chi tiết cho anh em, giống như phụ tùng xe cũng vậy. Gắn những chiếc xe dọn cho anh em, giá cả rõ ràng, xe dọn giá cả rõ ràng ha, giá xe cũng rõ ràng cho anh em. Phụ tùng cũng vậy luôn. Đó. Đây. Baga thì có Baga 82, Baga DD, Baga 86, 81 đầy đủ hết ha, từ sexy tới hàng Thái. Thì để mình nói chung là mình sẽ set up đầy đủ hết các món phụ tùng cho anh em, nên những anh em ở xa cứ việc yên tâm, những ông chú cứ việc yên tâm. Anh em mà xem thí dụ như mà cần shop review những món gì, anh em cứ việc cho shop một cái bình luận, shop sẽ review báo giá trực tiếp cho anh em, nên anh em cứ việc yên tâm ha.
cứ việc chơi xe thoải mái, từ phụ tùng 67 tới phụ tùng cúp cứ việc thoải mái mà chơi. Ba ga sau bảo vệ nè ha, loại nhúng sơn, loại sắt xi đầy đủ hết, bên shop đầy đủ phụ tùng hết. Những anh em nào mà chơi có muốn kinh doanh, có muốn mua đi bán lại, lấy số lượng là đều có giá sỉ cho anh em, nên những anh em ở xa cứ việc yên tâm nha. Đây những cái bảo vệ 81, bảo vệ DH 82 ha, DD đầy đủ hết anh em, đầy đủ hết. Đó, ra đây qua xem mấy cái đồ cúp nha. Giờ này là quán đó, đây là kiến, đúng rồi, quên quay cái kiến hậu cho anh em xem, quên quay kiến hậu cho anh em xem nha. Để sắp xếp up, đây là Vin, chim Vin, đây quay cho anh em xem nha. Cặp kiến cúp, kiến cúp thì nó có ba loại anh em, kiến cúp Thái ha, có ba loại, loại đen, loại trắng. Đây anh em nhìn nha, đó 250.000 một cặp. Để sắp quay cho anh em xem ha, sắp quay cho anh em xem luôn, sẵn quay yên, tại vì nhiều phụ tùng lắm, nhiều món lắm anh em ơi, nhiều món lắm mà không biết anh em cần món nào, nên sắp thấy món nào thì sắp quay món đó cho anh em nha. Đó, đây kiến tròn, kiến cao nha, cái này là kiến cao nha, đúng cúp nha anh em, 250.000 một cặp nha, 250.000 một cặp. Nó có hai màu, nó có tròn nè, nó có tròn, có 82, có tròn, có. Để sắp để đây cho quay cho anh em xem ha. Đó, đây là màu đen, đây là màu đen, còn đây là màu trắng. Thì bên shop phụ tùng 67 Quân dễ thương nhất Sài Gòn là sẽ về đầy đủ hết phụ tùng cúp, từ hàng mới, hàng gia công tới hàng zin cho anh em ha, nên anh em cứ việc yên tâm đó, nên anh em cứ việc yên tâm, cứ thoải mái, chỉ cần anh em cho shop địa chỉ, số điện thoại, tên người nhận thôi ha, shop gửi những cái món anh em cần về tới tận nhà cho anh em, nên anh em cứ việc yên tâm đó. Cái màu trắng này nha ha, cái màu trắng này ha, và cái giá một cặp kiến hậu như vậy là 250.000, shop ship có toàn quốc nha, nên anh em cứ việc yên tâm, ship có hết, ở đâu shop cũng ship hết. Có nhiều anh em ở xa ngại, sợ là mình không ship, hoặc là những anh em sợ mình chuyển khoản rồi mới gửi hàng, bên shop là ship có toàn quốc hết, anh em cứ việc chơi thôi, anh em cứ việc chơi thôi. Đó, đây ha, màu đen, màu trắng, đầy đủ ha, hai màu ha. Và cái đèn vuông ở đâu vậy, cái đèn vuông ở đâu ra, để sắp lấy cái đèn vuông cho anh em xem, cái đèn vuông ở đâu rồi vậy, lấy ra cái đèn vuông cho anh em xem. Thì đây là cúp tròn, anh em muốn chơi tròn người chơi 81, 86 ha, anh em muốn chơi vuông, vuông thì giờ mình chơi 82, 84 ha, và giá cũng vậy luôn, giá cũng vậy luôn anh em, đây đây đó, giá cũng vậy luôn ha, cũng 250.000 một cặp luôn đó. Đây là kiến 82, 84 ha, 250.000 một cặp luôn, ship có toàn quốc luôn. Nhiều món lắm, bên shop là nhiều món phụ tùng 67 với cúp lắm, không biết anh em cần món gì thôi ha, những anh em, những ông chú nào mà cần shop review những món gì, cứ việc bình luận, shop sẽ review trực tiếp cho anh em, anh em khỏi phải lo ha, món gì bên shop cũng có hết, từ hàng zin, hàng mới tới hàng gia công đó, anh em nhìn nha, phụ tùng nó nhiều lắm, nó linh tinh nhiều thứ lắm, bởi vì không biết anh em cần món gì. Đây cái món đồ zin nè ha, cái món đồ zin nè, phột sau cúp FI 900.000 một bộ, siêu đẹp, phải gọi là siêu đẹp luôn, siêu của siêu đẹp luôn, 900.000 một cặp, chỉ có tại shop phụ tùng 67 Quân dễ thương nhất Sài Gòn. Cùm hàng mới sắp có nha, hàng zin sắp có luôn, cùm thì cùm 86 ha, cùm 88 nè, cùm này cùm 88, cùm zin nha, một bộ cùm là 600.000 một bộ anh em, 600.000 một bộ nha, bao zin. Còn anh em nào mà muốn chơi hàng mới, có hàng mới luôn ha, anh em chơi hàng mới sắp có hàng mới cho anh em luôn ha. Đây giá cực kỳ sinh viên luôn, đây quay ra đây cho anh em xem, chỉ có 160.000 thôi. Cái hàng này là bao anh em nha, nước nhôm đẹp nha, bình bao nước nhôm đẹp cho anh em ha, 160.000. hàng zin shop cũng có, hàng gia công shop cũng có ha, đầy đủ hết cho anh em, hỗ trợ những anh em ở xa hết mình đó. Đó, đi một vòng cho anh em xem, anh em cần những shop review những gì, anh em cứ việc bình luận thôi ha, để vài ngày nữa thì shop sẽ làm những cái combo cúp nữa cho anh em. Đây
Còn mai là quay yên thì sẵn quay vài món lung tinh cho anh em xem ha. Còn đây là yên 67 nè, yên 68, yên CL50, yên CD ha. Này là đế sắt niệm liên á nha anh em, đế sắt niệm liên á nha. Đó, còn đây, đây là những cái trống ông già. Thì những anh em mà những ông chú mà chơi xe thì biết shop rồi, ra đây. Ở đây quay vô cái tháng nè. Thì biết shop rồi ha. Đây. Trống nghiêng ông già nha. Giá của em nó là 800.000 một cây. Có luôn mọc ông già nha, loại này là có luôn mọc ông già nha. 800.000 một cây. Shop cũng vậy luôn, cũng ship có toàn quốc luôn cho anh em luôn. Anh em chơi từ 67, 68 CL, CD cứ việc liên hệ với shop ha. Qua số điện thoại 0909 00-0708 anh em ha. Hoặc cứ việc tới trực tiếp shop. Địa chỉ của shop là 37-15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 ha. Xem để tới để tham quan những cái món phụ tùng từ 67 tới cúp đều đầy đủ cho anh em luôn. Đó. Rồi. Rồi quay một vòng nữa về cái yên nha. Quay một vòng nữa cái yên rồi shop sẽ. Đây. Đó, yên 81, ba cái, ba loại, ba kiểu ha. Yên của DD. Đó, yên của DD ba kiểu luôn. Yên của Đam đó, đầy đủ hết. Yên 86, yên 81, yên 78 ha, đầy đủ hết luôn. Rồi, cảm ơn những anh em đã xem video nha. Nhớ bấm like và đăng ký giúp shop nha, để luôn cập nhật được cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em ha. Từ phụ tùng 67 với cúp luôn, từ xe dọn, xe bán, bên shop đều có đầy đủ hết. Nhớ kết nối với shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem video, bye bye. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giùm cho shop ha, để được cập nhật cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em. Bye bye anh em.